Mấy đứa nhỏ ơi, mẹ Như có mấy đứa nhỏ đang đi xin chữ ký thầy Kiên cho mấy đứa nhỏ này nha. Các tình yêu ơi, đây thầy Nguyễn Lê Tấn Kiên. Hello thầy. Dạ, thầy đang chuẩn bị ký tên của bạn Võ Ngọc Thiên Di. Chứng nhận bằng Võ Ngọc Thiên Di thuộc 400 từ vựng đầu tiên nha mấy bạn. À, cảm ơn thầy. Rồi, mọi người đừng làm thầy căng thẳng nha. Cái giấy này hơi khó ký xí. Dạ. Cùng bay cùng bay. Ủa, có ghi họ tên không? Có, phải Nguyễn Lê Tấn Kiên mới được thầy. Em còn chưa kịp xin thầy cái dấu mộc đỏ đóng vô đó nữa đó. Mà em tha cho thầy lần này đó, chỉ cần ký tên là được. À, em biết ơn thầy. Hello, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi tiếp theo là của bạn Lê Thị Phương Thảo nha Thảo ơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn phải được hạnh phúc nha. Thần tượng của mấy bạn, thầy Nguyễn Lê Tấn Kiên siêu chứ tại Việt Nam 2019 đăng ký tên tặng mấy bạn đó. Tiếp theo là bạn Nguyễn Thị Thanh Hiền. Hello, cục vàng hiền của cô Như. Mấy bạn ơi, thầy Kiên của mấy bạn ở ngoài đời rất là dễ thương, mấy bạn baby lắm nha. Chứ không phải mà mấy bạn thấy, ô sao thầy nhìn sợ sợ, không có đâu, thầy dễ thương lắm. Tiếp theo đó là bạn Trần Phương Lan. Thủ cơ hội ghê chưa? Đang quay phim này không em? Ồ, mấy bạn có thấy thầy Kiên của bạn không? Ký rất là nhiều hợp đồng lớn luôn đó, mà khi ký cho học trò rất là yêu thương, run run tay, rưng rưng nước mắt luôn á, cảm xúc dạt dào. Mua. À, tiếp theo. Còn một bạn nữa, bạn gì đây ta? Bí ẩn quá ha. Bí ẩn quá, bí ẩn quá, hồi hộp quá. Ta da ta da ta da yeah, Lê Thị Phương Hiếu nha, Phương Hiếu nha con. Thầy đăng ký tên cho con nè Hiếu ơi. Chúc hai bạn luôn chăm ngoan học giỏi nè, mỗi ngày nạp thêm nhiều từ vựng nữa nha. Mấy bạn có nghe giọng cười của ai không? Của cô Lan Anh đó mấy bạn. Ơi, con Như dễ thương quá à. Rồi, biết ơn thầy rất nhiều, biết ơn thầy Nguyễn Lê Tấn Kiên siêu chứ tại Việt Nam 2019 rất nhiều. Ta hẹn gặp lại thầy trong những buổi offline sau. Bye bye.